Tin chuyển nhượng Arsenal hôm nay 30 tháng 9 năm 2020, đội bóng chủ sân Emirates đẩy nhanh hai thương vụ bán Sid Kolasinac cho Bayer Leverkusen và Lucas Torreira cho Atletico Madrid để lấy kinh phí mua gấp Houissam Aouar từ Lyon. Trong hai thương vụ này, Arsenal đã bán trung vệ Sid Kolasinac cho Bayer Leverkusen với giá hơn 10 triệu bảng kèm chi phí gia tăng và sẽ hoàn tất trong vòng 48 giờ tới theo nhà báo Fabrizio Romano của kênh Sky Sport Ý. Còn tiền vệ người Uruguay, Lucas Torreira hiện có tin đã đến TP Madrid Tây Ban Nha cùng người đại diện để đàm phán với câu lạc bộ Atletico Madrid với hai khả năng cho mượn và mua đứt từ mùa tới. Tuy nhiên, Arsenal muốn chuyển nhượng hẳn ngôi sao này cho đội bóng chủ sân Metropolitano ngay dịp này. Lý do là Arsenal đang cần và dồn mọi chi phí vào thương vụ mua tiền vệ phòng ngự Houissam Aouar từ Lyon với mức phí có thể phải tăng lên 54 triệu bảng. Bởi hai đề nghị giá 32 triệu bảng và 36,5 triệu bảng cộng thêm 9 triệu bảng phí giá trị gia tăng cho thành tích thi đấu đều bị câu lạc bộ nước Pháp từ chối. Thương vụ Arsenal mua Houissam Aouar từ Lyon hiện chỉ còn thương lượng giá cả giữa hai câu lạc bộ. Vì Lyon cũng đã chuẩn bị cho giải pháp chia tay Houissam Aouar khi đạt thỏa thuận mua về tiền vệ Lucas Paqueta từ AC Milan với giá khoảng 18 triệu bảng. Nếu Arsenal đáp ứng về chi phí chuyển nhượng Houissam Aouar và được Lyon đồng ý, các thương vụ mua sắm này sẽ lập tức được hoàn tất. Nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia thông tin chuyển nhượng dự đoán, các thương vụ này sẽ sớm được giải quyết trong vòng 48 giờ tới. Đặc biệt nếu Arsenal đạt thỏa thuận chuyển nhượng Lucas Torreira cho Atletico Madrid càng sớm để lấy thêm kinh phí mua Houissam Aouar thì các cuộc đàm phán sẽ còn nhanh hơn do các câu lạc bộ đều không muốn kéo dài khi kỳ chuyển nhượng sắp kết thúc 6:10 giờ Việt Nam, huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal sau trận thua Liverpool 1-3 rạng sáng 29:9 giờ Việt Nam đã thổ lộ thẳng thắn pháo thủ không thể so bì với đối thủ vì hàng tiền vệ dưới cơ hơn nên ấp ủ ý định cần chiêu mộ Houissam Aouar để hy vọng bắt kịp đoàn quân huấn luyện viên Klopp. Ngay cả cựu danh thủ Ian Wright của Arsenal cũng hối thúc ban lãnh đạo đội nhà phải mua gấp Houissam Aouar nhằm gia cố tuyến giữa. Vào lúc 1:45 rạng sáng 2 tháng 10 giờ Việt Nam, Arsenal một lần nữa đối đầu Liverpool ngay tại Anfield tại vòng 4 cúp liên đoàn.